Cô chào các em học sinh lớp 1 thân mến. Cô tên là Ngô Hoàng Tâm, hiện đang dạy tại trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận 12. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em qua môn tiếng Việt lớp 1 với chủ đề 4, kỳ nghỉ. Để bắt đầu tiết học hôm nay, cô và các em cùng khởi động với nhau bằng một bài hát thật là dễ thương nhé. Qua lời bài hát Bé yêu biển lắm, cô nghĩ rằng các em cũng giống như bạn nhỏ, rất yêu biển phải không nào? Vậy thì hôm nay cô sẽ đưa các em đến thăm biển qua tiết kể chuyện với câu chuyện có tên là Nghỉ hè. Các em cùng nhắc lại tên câu chuyện với cô nào. Nghỉ hè. Sau 9 tháng học tập khá dài và vất vả, vào dịp nghỉ hè, ba mẹ thường cho các bạn nhỏ đi du lịch để vui chơi và thư giãn. Bây giờ các em hãy nhìn vào 4 bức tranh trên màn hình và quan sát theo câu hỏi gợi ý của cô nhé. Các bức tranh vẽ cảnh gì? Trong tranh có những nhân vật nào? Họ đến đây để làm gì? Và chuyện gì đã xảy ra với bạn nhỏ? Sau đó các em hãy đưa ra những phán đoán của mình về nội dung câu chuyện này nhé. Để biết xem những phán đoán của mình đã đúng với nội dung câu chuyện hay chưa, sau đây các em cùng lắng nghe câu chuyện nghỉ hè nhé. Nghỉ hè. Nghỉ hè, bố mẹ đưa Đức và Thư ra biển chơi. Tàu chở mọi người ra khu vực câu cá và ngắm san hô. Thư ở lại tàu cùng mẹ câu cá. Bố và anh Đức đội mũ có bình oxy, cầm thức ăn cho cá cùng chú hướng dẫn viên lặn xuống biển. Kia, rặng san hô rực rỡ hiện ra. Những đàn cá vây quanh Đức. 15 phút đi bộ dưới đáy biển qua nhanh, chuẩn bị leo lên tàu. Bỗng Đức cảm thấy có vật gì quấn vào chân. Cậu hoảng hốt kêu to: "À, rắn, bố ơi!" Bố và chú hướng dẫn viên cùng đến giúp Đức. Bố giơ con rắn lên. Thì ra đó chỉ là một cây rong biển. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đức bẽn lẽn cười. Cậu cảm thấy biển đẹp và đáng yêu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Thư thì mong nhanh đến hè năm sau để được đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô như anh Đức. Các em ơi, các em vừa được lắng nghe nội dung câu chuyện nghỉ hè. Thế phần phán đoán của mình có đúng với nội dung câu chuyện hay không? Để giúp các em nắm vững hơn nội dung câu chuyện, cô mời các em đến với phần Em tài năng. Cô sẽ hướng dẫn các em kể lại câu chuyện theo nội dung từng bức tranh nhé.
Các em hãy quan sát tranh số 1 và nhớ lại nội dung câu chuyện nghỉ hè. Cho cô biết, vào dịp nghỉ hè, bố mẹ dẫn anh Đức và Thư đi đâu? Quá dễ phải không các em? Bố mẹ dẫn anh Đức và Thư đi biển chơi. Các em chú ý vào bóng nói xem anh Đức đã nói gì với Thư nhé. Anh Đức bảo rằng anh sẽ đi lặn biển với bố. Khi nghe anh Đức nói thế, vẻ mặt Thư thế nào? À, chúng ta thấy bé Thư rất là vui mừng và tỏ vẻ hớn hở vô cùng. Cô mời các em quan sát tiếp nội dung tranh số 2 và hãy cho cô biết trong bức tranh này có những ai? À, đây là bố và anh Đức. Họ đang làm gì vậy các em? Bố và anh Đức được trang bị đồ lặn biển, đeo kính bơi, mang theo chân vịt, đội mũ có bình oxy. Họ mang theo thức ăn cho cá, cùng hướng dẫn viên lặn xuống dưới biển. Thế khi lặn xuống dưới biển, họ đã nhìn thấy những gì? Ồ, hiện ra trước mắt họ là những sinh vật biển rất dễ thương, như là ốc, sao biển, cùng những rặng san hô sặc sỡ. Thế là 15 phút đi bộ dưới đáy biển trôi qua thật mau. Và các em có biết không, hoạt động lặn ngắm san hô và khám phá hệ sinh thái dưới biển là một trong những hoạt động vô cùng thú vị và hấp dẫn được rất nhiều khách du lịch khi đến với biển. Để biết nội dung bức tranh số 3 là gì, các em hãy cùng cô quan sát tiếp nhé. Khi chuẩn bị lên tàu, chuyện gì đã xảy ra với anh Đức? À, chúng ta quan sát thấy, khi chuẩn bị lên tàu, bỗng Đức cảm thấy có vật gì quấn vào chân. Cậu hoảng hốt kêu to. À, rắn, bố ơi! Sau đây, các em hãy quan sát tiếp nội dung tranh số 4 và cho cô biết. Khi nghe tiếng kêu cứu của anh Đức, bố và chú hướng dẫn viên đã làm gì? À, bố và chú hướng dẫn viên cùng đến giúp Đức. Bố giơ con rắn lên, thì ra đây chỉ là một cây rong biển. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đức bẽn lẽn cười. Đức cảm thấy biển thế nào? Đức cảm thấy biển đẹp và đáng yêu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Khi nhìn thấy anh Đức được đi ngắm san hô cùng với bố, Thư đã mong muốn điều gì? Đúng rồi, Thư thì mong nhanh đến hè năm sau để được đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô như anh Đức. Cô vừa hướng dẫn các em quan sát nội dung tranh để kể lại câu chuyện nghỉ hè. Cô tin chắc rằng tất cả các em đều đã nhớ được nội dung câu chuyện rồi phải không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bấm nút dừng màn hình và tập kể lại câu chuyện cho ba mẹ và người thân của mình nghe nhé. Chú ý, khi kể ở bức tranh số 3, lúc anh Đức bị vật lạ quấn vào chân và kêu to, các em cần kể với giọng thể hiện sự hốt hoảng thì câu chuyện sẽ hay hơn rất nhiều. Chuyến đi biển của cả nhà anh Đức và Thư thật thú vị và nhiều kỷ niệm. Các em có muốn được đi bộ dưới biển để ngắm san hô giống như anh Đức không? À, đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời mà cô nghĩ rất nhiều bạn nhỏ mong muốn được tham gia khi đến với biển. Nhưng các em cần nhớ, để đảm bảo an toàn cho bản thân khi tắm biển hoặc là ngắm san hô, thì các em cần đi cùng người lớn, đi với ba mẹ và người thân của mình. Biển rất đẹp. Vì vậy, mỗi khi đi du lịch biển, các em cần ý thức bảo vệ môi trường biển và không được xả rác bừa bãi. Các em nhớ chưa nào? Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.